Lại chơi game. Lại nhảy ngược. Sao? Rồi, để bạn quay điện thoại này. À, nó nghe à. Chương trình gì? Chương trình hỏi đáp câu hỏi của mấy bạn mơ mộng. Anh ơi, nếu như em không có thời gian tập luyện bởi vì em đi làm suốt, em cũng không thể ăn kiêng được, thì có cách nào để giảm cân không anh? Tôi đang nghe cái gì vậy? Có nghe lộn không? Giống như là các bạn đang các bạn đang mơ mộng một cái điều gì là nó không tập luyện, không phải ăn kiêng, bỗng dưng giảm cân, bỗng dưng đẹp như Ngọc Trinh. Có mơ đi. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Có thuốc tiền không? Không luôn. Tiền giảm mỡ, thuốc tăng cân, thuốc giảm cân gì sao? Không có đâu, yên tâm đi. Mấy cái đó hả? Càng dùng nhiều, càng chết nhanh ha. Không có thuốc tiền trên trường hợp này. Bạn có nhiều tiền, cái nào người đẹp ở Việt Nam, ở sâu ít Việt, người ta muốn làm đẹp, người ta cũng phải tập sắc mặt. Đúng không? Người ta không quay những khoảnh khắc hơi xấu đó cho các bạn xem thôi. Nếu bạn bớt mơ mộng là không tập, không cần tập, không cần ăn, chỉ cần mua thuốc, chỉ cần mua kem bôi lên, tự dưng đẹp. Không có đâu, cái đó là bạn đang bị dụ để mà bạn mua thuốc để nói chung là làm giàu cho người bán đó. Nên đừng để bị dụ ha. Rồi vậy thôi. Rồi, ở chỗ em có cô kia tập một tháng giảm 9 kg. Rồi anh thấy sao? Cái đó là anh thấy có nguy hiểm gì không? Cái đó chị có thể gọi là nóc thuốc vô may ra, mới có thể một tháng mà giảm 9 kg. Thế thôi, mình tập bình thường. Tập bình thường mà muốn đẹp như vậy hả? Khó lắm. Mơ đi, không có đâu ha. Trời ơi, nghĩ sao một tháng các bạn giảm 9 kg, các bạn tưởng các bạn là thánh ha. Cơ thể nào mới chịu nổi cho nó giảm 9 kg. Không, nhưng mà hôm bữa em nói với bạn kia sẽ ảnh hưởng sức khỏe, cái bạn cãi em là bạn vẫn khỏe bình thường. Anh phải nói rõ ra, nói rõ. Chưa tới lúc bạn chết thôi, các bạn hiểu không? Cơ thể của các bạn ha, bạn không phải là vận động viên chuyên nghiệp và bạn chịu được cái áp lực của cái việc mà thay đổi cái chỉ số sinh hóa đến như vậy, nó giảm nhịp tim, nó giảm huyết áp, nó giảm tất tần tật mọi thứ và lâu và dài. Và khi bạn giảm vậy, không chỉ bạn xài cái thuốc giảm cân, nó có thể ngay lập tức cái tháng đầu nó giảm cho bạn như thế, nhưng nó là giảm cái việc mà trao đổi chất và giảm cái việc là bạn ăn nghe cái vẻ giảm khả năng ăn mừng lắm, nhưng là gọi là ức chế cái khả năng ăn của bạn một cách không tự nhiên. Nó thành thử ra là ức chế thèm ăn, là đôi khi bạn thấy giảm mừng quá, sắp đầu đi ăn tiếp rồi rối loạn cái vấn đề tiêu hóa, thế là rồi tăng ký lên lại. Vui quá. Nên không có cách nào nó giảm tự nhiên vậy á, trừ khi bạn dùng thuốc một cách cực kỳ mất khoa học và phá hoại sức khỏe của bạn. Nên đừng dại dột làm điều đó, nếu không muốn chết sớm nha. Rồi, cảnh cáo vậy thôi. Tại sao em giảm mỡ mà cân lúc sáng lúc chiều chênh lệch nhau? Sáng em 66 kg, chiều em 64, tối em 60. Rồi, thứ nhất là cái cân nó có sai số của cái cân, nó là cộng trừ có khi là 1% tùy chất lượng của cái cân. Rồi thứ hai á là cái cân nó có sai số. Thứ ba á là cái việc mà cơ thể của bạn á, nó mất nước và cơ thể của bạn nó có sự chênh lệch trọng lượng từ sáng đến chiều do cái quá trình ăn uống dinh dưỡng hoạt động thể chất. Tại vì bạn biết một điều là một là không phải ngày nào bạn cũng ăn giống nhau, đúng không? Bảo hai ngày quay giống nhau, hai không phải ngày nào bạn cũng tập giống nhau, ba không phải ngày nào lượng nước bạn uống nó cũng giống nhau, nên chuyện cân nặng của bạn nó sẽ có sự chênh lệch, điều đó bình thường. Đó, rồi, không có gì hết. Okay.